Về iốt ấy thì mỗi một ngày một người theo đúng quy định của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế của Việt Nam thì một ngày một người trưởng thành bình thường sẽ bổ sung 150 microgram iốt. Nếu bạn đang mang thai, bạn sẽ bổ sung khoảng 200 microgram iốt. Ở độ tuổi trẻ con, bạn chỉ phải bổ sung cỡ khoảng 90 microgram iốt mà thôi. Thế là đầu tiên chúng ta phải biết cái lượng chúng ta cần đưa vào một ngày. Nhiều nó cũng không tốt mà ít nó cũng không tốt. Được không ạ? Rồi, 1 microgram á, là xin lỗi, 1 mg là bằng 1.000 microgram. Thế phải nhớ cái đơn vị của nó. Thứ hai nữa là gì? Người ta cứ nói là rong biển có nhiều iốt. Rong biển bổ sung nhiều iốt. Cho nên là đôi khi chúng ta là nghe một số những cái tình trạng là bệnh do thiếu iốt gây ra những bệnh tuyến giáp. Cho nên chúng ta lại bổ sung rong biển quá nhiều và tần suất quá nhiều ở trong tuần thì nó cũng không tốt. Tại vì 100 gram rong biển nó sẽ có khoảng 500 microgram iốt. Nghĩa là bạn chỉ cần ăn khoảng 30 gram rong biển là đủ lượng iốt cho một ngày rồi. Mà 30 gram rong biển các bạn có hiểu được là nó ít như thế nào không ạ? Bạn gấp một gấp thôi, bạn gấp hai gấp, bạn gấp ba gấp là 30 gram rong biển rồi. Đấy anh chị em chúng ta phải hết sức để ý. Thường rong biển người ta hay ăn cùng với đậu hũ và rau cải, các bạn có để ý không ạ? Thì bởi vì sao? Bởi vì là cái tính phối hợp, kết hợp, tương tác của những loại thực phẩm nó sẽ giúp cho cân bằng lại. Bởi vì người ta thấy rằng là trong những rau họ cải như tôi vừa liệt kê, nó có những cái thành phần làm giảm bớt cái việc hấp thụ iốt. Trong những cái chế phẩm từ đậu nành cũng có những cái thành phần làm giảm bớt cái sự hấp thụ iốt. Trong rong biển lại có những cái lượng iốt rất là cao. Khi người ta kết hợp những món ăn này lại với nhau, nó dễ cân bằng hơn. Và khi mà bạn ăn một chút, ăn dư một chút thì cũng đã có những loại thực phẩm khác nó cân bằng lại rồi. Thì bạn thấy là cái nguyên bản của người ta nấu ra những cái loại canh hoặc là người ta trộn những cái loại salad, thường là người ta sẽ trộn chung như vậy. Thì ngay cả những thực phẩm, sự kết hợp những loại thực phẩm nó cũng đã hỗ trợ cho chúng ta để phòng ngừa những loại tình trạng bệnh tật rồi. Thì đây cũng là một trong những cái mà hết sức hữu ích và các bạn có thể lưu ý. Tất nhiên không có nghĩa rằng là bạn không được ăn đậu hũ, bạn không được được ăn những loại rau họ cải, mà là chúng ta đang ăn ở trong cái trên ở cái mức độ là chúng ta kết hợp thì nó sẽ dung hòa hơn. Và nếu bạn ăn mà 30 gram rong biển, bạn có thấy nó ít không ạ? Bạn nào mà cảm thấy ít có thể comment vào trong ô chat giúp tôi được không? Có ít không các anh chị em? Tôi nghĩ là rất là ít đúng không ạ? Tại vì tôi là người mà hay ăn rong biển, tôi biết là nó ít lắm. Nên chúng ta phải để ý ha. Thế thì nếu như giả sử mình thấy rõ ràng là trong cái chế độ ăn, trong khẩu phần ăn của mình không thường ăn những con ở dưới biển, không thường ăn những con ngao, con sò, cũng không thường ăn rong biển. Như tôi là những cái con trước đây là có 3 năm là tôi không ăn, kể cả rong biển nó có, tôi vẫn cảm thấy cái mùi tanh của nó tôi không ăn. Thì tôi phải uống, tôi phải có cái xu hướng bổ sung ở cái dạng uống, hoặc tôi phải kiểm tra cái về cái muối iốt. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái thông tin về muối iốt, có nghĩa là sử dụng muối iốt như thế nào thì nó mới đúng. Thế thì người ta đã làm một cái bảng hỏi để người ta hỏi xem là những cái người mà bị bệnh ung thư tuyến giáp ấy, người ta có thói quen sử dụng muối iốt như thế nào. Ta thấy ra là 95% người dân có thói quen sử dụng muối iốt, và thường ấy là sẽ cho ngay từ đầu tiên khi đang nấu. Nghĩa là 96,5% là người ta cho iốt ngay từ đầu khi chế biến thức ăn. Trong khi iốt nó rất là dễ bị bay hơi. Nên là thường á, làm đúng là phải cho khi mà tắt bếp hoặc là gần tắt bếp thì người ta mới cho. Nó mới có cái giá trị của nó. Nên tại sao vẫn ăn muối iốt và vẫn bị thiếu iốt? Thì cái cách chế biến của chúng ta nó cũng có tác động một phần. Ngay cả muối người ta cũng hướng dẫn là muối iốt các bạn phải buộc kín hoặc các bạn phải cho vào lọ để mà đóng nắp để cho nó giảm những cái nguy cơ bay hơi của nó ha. Thường người ta thấy rằng là nếu mà mình ăn cỡ khoảng cái lượng muối iốt ấy cỡ cũng phải muối cũng cỡ khoảng 10 gọi là 10 gram thì sẽ đủ lượng iốt cho một ngày. Chúng ta lại không được phép ăn tới 10 gram muối, chúng ta được ăn đến 5 gram muối đúng không? Thì khi đó các bạn sẽ phải đưa thêm vào từ những cái thực phẩm nữa. Được không nào? Thì người ta thấy là rõ ràng là cũng có cái mối liên quan giữa cái việc là thiếu thừa iốt đến với cái tình trạng bệnh tuyến giáp này. Riêng cái này là các bạn phải hết sức để ý bởi vì nó có liên quan trực tiếp. Và khi các bạn sử dụng những cái viên uống bổ sung iốt thì các bạn cũng phải để ý rằng là thông thường những cái viên uống đấy nó phải có cái giới hạn. Nghĩa là nó sẽ có một cái lượng ví dụ 150 microgram
trong một ngày thì ok, nó phải nằm trong ở một cái giới hạn hấp thu của cơ thể. Cơ thể luôn luôn nó có một cái hạn gọi là mức độ cần một ngày và cái ngưỡng dung nạp tối đa. Không phải tất cả những gì bạn ăn nó đều được hấp thụ. Ví dụ có lần tôi nói về canxi cũng thế đúng không ạ? Canxi đừng có nghĩ rằng là trong sữa chua nó là loại canxi dễ hấp thụ nhất. À, thì bây giờ trong một hộp sữa chua có khoảng chừng khoảng 80mg canxi hay 120mg canxi tùy loại. Bạn ăn vào nó sẽ hấp thụ hết. Cho dù bạn đang ở trong độ tuổi dễ hấp thụ nhất là độ tuổi mà từ 0 cho đến 18 tuổi, độ tuổi gọi là độ tuổi đang tăng trưởng, quá trình đồng hóa và hấp thụ canxi là mạnh nhất cũng được cỡ khoảng 60%. Nghĩa là bạn không thể hấp thụ hết được, nên đừng bao giờ tính toán gọi là quá chi ly là à, tôi ăn từng này chắc chắn là nó sẽ được hấp thụ hoàn toàn. Hấp thụ bao nhiêu phụ thuộc vào cơ thể của bạn, nó đang mong muốn hấp thụ bao nhiêu. Thậm chí cái tỷ lệ hấp thụ, người ta xem xét một tỷ lệ chung là như vậy. Nhưng có những trường hợp, những cá thể nó sẽ hấp thụ nhiều hơn và có những cá thể hấp thụ ít hơn ở cái mức trung bình như thế. Vì cơ thể chúng ta nó sẽ xem xét là lúc này nó đang cần cái gì để nó hấp thụ. Nên thực sự bạn không cần phải nấu món cho cơ thể đâu, bạn chỉ cần đi chợ cho nó thôi. Đi chợ làm sao cho thật chuẩn, tự động nó sẽ biết nấu món như thế nào. Thừa tự động nó biết thải ra, nếu mà thiếu nó tự động biết tăng cường cái tỷ lệ hấp thụ để duy trì được cái sự sống. Cơ thể chúng ta hết sức là ưu tiên cái việc duy trì sự sống, cho nên cái này các bạn cũng hoàn toàn có thể an tâm được ha. À, thế thì tôi xin chia sẻ như vậy để cho các anh chị em chúng ta có thể hiểu hơn về cái việc là à, tôi ăn bao nhiêu và hấp thụ bao nhiêu thì nó sẽ có cái ngưỡng kháng cự gọi là hấp thụ tối đa. À, thì riêng đối với iốt tôi sẽ phải kiểm tra lại ha, từ tôi không chuẩn bị cái tài liệu này. Đối với iốt á thì người ta sẽ xem là à, vậy thì một ngày bạn có thể cung cấp bao nhiêu miligam iốt ha, bao nhiêu microgam iốt. Thì nếu như mà chúng ta muốn biết cái lượng tối đa thì thực là làm ấy, nó phải liên quan đến từng thể trạng nữa, chứ bạn cũng không nên là quá, nói thế nào nhỉ, quá phụ thuộc vào cái ngưỡng hấp thụ tối đa. Vì cái ngưỡng chịu đựng của mỗi một cơ thể nó cũng khác nhau, cho nên là ở đây tôi sẽ đề cập đến ở cái mức độ là lượng hàng ngày. Các bạn phải chú ý đến cái lượng hàng ngày đó ha. Và có uống cái gì thì cũng là cái lượng hàng ngày. Và nếu mà mình đang điều trị những bệnh về tuyến giáp thì thường người ta sẽ sau này sẽ cho sử dụng cái gọi là cái iốt mà phóng xạ ấy. Thì chúng ta phải hỏi ý kiến bác sĩ, chứ chúng ta không có tự động sử dụng thêm những cái loại có liên quan đến iốt được nha, nếu mà đang chuẩn bị điều trị hoặc đang trong quá trình điều trị về tuyến giáp. Chứ đừng có thấy rằng là à, cứ liên quan đến tuyến giáp là bổ sung iốt, đang điều trị vẫn cứ bổ sung thêm iốt thì nó sẽ không tốt cho cái quá trình điều trị của bạn ha.